Bất chấp sức mua ô tô vẫn giữ được đà tăng trưởng trong tháng 10, nhiều mẫu ô tô trên thị trường vẫn đạt doanh số bán khá khiêm tốn. Số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA cho thấy, phần lớn các mẫu xe góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 10 là các mẫu xe nhập khẩu thuộc các thương hiệu Nhật Bản. Trong đó, Toyota và Suzuki đều có tới 3 mẫu xe góp mặt, bên cạnh bộ đôi quen thuộc của Isuzu và Honda Accord. Ngoài ra, danh sách này còn có sự góp mặt của Ford Explorer. Dưới đây là thông tin chi tiết 10 ô tô bán ít nhất thị trường Việt Nam tháng 10. 1. Toyota Land Prado bán 2 xe Với chỉ 2 xe đến tay khách Việt, Toyota Land Prado là mẫu ô tô bán ít nhất thị trường Việt Nam tháng 10. So với tháng trước đó, doanh số Toyota Land Prado giảm 12 xe. Cộng dồn sau 10 tháng qua mẫu SUV này bán được 327 xe. Mẫu xe này hiện bán ra với giá từ 2 tỷ 588 triệu đến 2 tỷ 599 triệu. 2. Toyota Land Cruiser bán 7 xe. Nổi tiếng về độ bền bỉ, ổn định, chắc chắn. Nhưng mức giá cao chính là rào cản khiến Toyota Land Cruiser khó tiếp cận số đông khách Việt. Bên cạnh đó việc khan hàng đội giá lên tới hàng trăm triệu đồng khiến Land Cruiser đạt doanh số khá khiêm tốn chỉ có 7 xe Toyota Land Cruiser tiêu thụ tại Việt Nam tháng 10, giảm 26 xe so với tháng 9, và có đến 212 xe rời đại lý sau 10 tháng. Hiện xe nhập khẩu từ Nhật chỉ một phiên bản có giá 4 tỷ mốt. 3. Suzuki Kia Z bán 8 xe. Bất chấp việc được đại lý ưu đãi, kết quả bán hàng của Suzuki Kia Z vẫn không khấm khá hơn. Chỉ có 8 xe Kia Z bán ra trong tháng 10, tăng 1 xe so với tháng 9. Và thật hết hồn khi chỉ 36 xe rời đại lý sau 10 tháng. Suzuki Kia Z thuộc phân khúc sedan hạng B, nhập khẩu từ Thái Lan có giá bán 535 triệu. 4. Honda Accord bán 14 xe. Sở hữu thiết kế hiện đại, thời trang nhưng kết quả kinh doanh của Honda Accord thế hệ mới kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam, từ cuối năm 2019 lại không mấy khả quan. Tháng 10, doanh số Accord đạt 14 xe, tăng 5 xe so với tháng 9. Tuy nhiên, kết quả này không thể giúp Honda Accord thoát khỏi top 10 ô tô bán ít nhất thị trường Việt Nam tháng 10. Con số 215 xe bán ra tính từ đầu năm tới nay. Xe bán ra dưới dạng nhập khẩu chỉ một phiên bản có giá 1 tỷ 319 triệu. 5. Suzuki Swift bán 20 xe. Tương tự kia Z, Suzuki Swift cũng đạt doanh số bán khá nghèo nàn. Chỉ có 20 xe Swift đến tay người mua trong tháng 10, giảm một xe so với tháng 9. Tính từ đầu năm tới giờ mẫu xe nhà Suzuki có đến 471 xe đến tay khách Việt. Mẫu hatchback này nhập khẩu từ Thái Lan hiện có giá bán 560 triệu và chỉ có một phiên bản. 6. Suzuki Eriga bán 46 xe Mẫu xe thứ 3 của Suzuki góp mặt trong danh sách này là chiếc MPV Eriga. Dù vừa ra mắt thêm phiên bản Hybrid tại Việt Nam, tuy nhiên việc không có thay đổi đột phát về kiểu dáng thiết kế khiến Suzuki Eriga khó tạo sức hút với khách Việt. Trong tháng 10, chỉ có 46 xe bán ra thị trường Việt Nam. Chỉ tăng một xe so với tháng trước đó, với con số 717 xe bán ra trong 10 tháng qua thì mẫu xe này ế vân hoàn ế, dù có giá bán rẻ nhất phân khúc chỉ từ 540 triệu đến 678 triệu với 3 phiên bản dưới dạng nhập khẩu. 7. Ford Explorer bán 46 xe Mẫu xe SUV cao cấp nhất của Ford tại thị trường Việt Nam, đạt doanh số bán 46 xe trong tháng 10. So với tháng 9, doanh số Ford Explorer giảm 13 xe. Hiện tại, Ford Explorer vẫn đang trong tình trạng khan hàng, đội giá bán. Tính từ đầu năm thì mẫu SUV 7 chỗ này bán ra được 650 triệu với một phiên bản giá 2 tỷ 399 triệu. 8. Toyota Zaris bán 49 xe. Chỉ có 49 chiếc Zaris đến tay khách hàng Việt trong tháng 10, tăng 19 xe so với tháng 9. Sau 10 tháng có 543 xe đến tay khách hàng. Mẫu xe này hiện chỉ có một phiên bản, nhập từ Thái Lan và có giá bán 684 triệu. 9. Isuzu Mu-X bán 50 xe. Isuzu MU-X vừa bước sang thế hệ mới tại Việt Nam với nhiều thay đổi. So với tháng 9, doanh số bán mẫu xe này, trong tháng 10 giảm 8 xe và chỉ bán được 368 xe sau 10 tháng. Mẫu xe này tại Việt Nam hiện có giá bán, từ 900 triệu đến 1 tỷ 190 triệu với 3 phiên bản. 10. Isuzu D-Max bán 57 xe Isuzu D-Max tiếp tục góp mặt trong top 10 ô tô bán ít nhất thị trường Việt Nam, với doanh số chỉ đạt 57 xe, trong tháng 9, tăng 44 xe so với tháng trước đó. Tỉnh tổng doanh số sau 10 tháng mẫu bán tải này cũng có đến 677 xe đến tay khách Việt. Mẫu xe này đã bước sang thế hệ mới từ năm ngoái và đã có bản nâng cấp. Hiện tại, Isuzu D-Max tại Việt Nam có 4 phiên bản đi kèm giá bán từ 640 đến 870 triệu.